Rồi đây là kết quả bài làm của một bạn đã gửi cho thầy. Thì trong cái phần này thì chỉ có vài bạn làm bài số 11 thôi. Rồi bạn tóm tắt bài toán. Giờ đầu tiên chúng ta kiểm tra xem cái phần tóm tắt của bạn đúng chưa. Nếu đúng rồi thì chúng ta tận dụng luôn ha. Thầy không làm lại. Khi đặt vào hai đầu, khi đặt một hiệu điện thế là 10V giữa hai đầu dây dẫn thì dòng điện đi qua dây dẫn có cường độ là 1,5A bằng ký hiệu là I1 bằng 10V, I2 bằng 1,25A. Rồi đúng rồi. I2 bằng 0,75. Hỏi phải giảm hiệu điện thế, giảm hiệu điện thế. Chú ý cho thầy cái chỗ này, giảm hiệu điện thế. Đặt vào hai đầu dây dẫn đi một lượng là bao nhiêu? Để cường độ dòng điện đi qua dây dẫn đó chỉ còn 0,75A, cho nên bạn ký hiệu đây là I2 là 0,75A. Rồi đúng rồi. Và đi tìm delta U, đi tìm delta U. Delta U đây chính là cái lượng mà giảm thêm đó các em, giảm bớt đi đó. Rồi bạn giải nhé, hiệu điện thế lúc giảm xuống là bạn áp dụng công thức I1 trên cho I2 bằng U1 trên U2 chia ra U2 bằng rồi rồi bằng 6V. Đúng rồi, hiệu điện thế cần phải giảm là ta có delta U bằng U1 trừ cho U2, có nghĩa là hiệu điện thế đầu trừ cho hiệu điện thế sau thì sẽ ra cái lượng mà hiệu điện thế giảm đi. Còn hiệu điện thế sau mà trừ cho hiệu điện thế đầu thì nó sẽ ra cái lượng hiệu điện thế tăng thêm, được chưa? Rồi bạn làm đúng.